Nước ối là môi trường nước giàu chất dinh dưỡng, có khả năng tái tạo và trao đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống và phát triển của thai nhi trong dạ con. Nếu mẹ bầu bị thiếu nước ối hoặc là nước ối bị đục thì sẽ khiến thai nhi khó chịu, ngộp thở, dễ bị chấn thương, nhiễm trùng, đe dọa đến tính mạng và cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, mẹ cần chú ý làm sao để nước ối không chỉ dồi dào mà còn trong sạch. Sau đây, mẹ bầu hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm khiến nước ối đục ngầu nhanh cạn để tránh xa. 1. Thức ăn quá mặn. Khi mang thai, cơ thể mẹ chứa nhiều nước nên nhu cầu muối cao hơn, muốn ăn mặn hơn bình thường. Việc ăn quá nhiều đồ mặn sẽ làm tăng nguy cơ phù nề, ứ nước, tăng huyết áp, nhiễm độc thai nghén, bệnh tim, chứng hồi hộp, buồn bực, ít đi tiểu, giảm bài tiết nước bọt, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Đồ ăn mặn khiến bào thai ít sản xuất và ít thay lọc ối, khiến ối đục và cạn dần, mặc dù nước trữ nhiều đến mức gây phù tay và phù chân. 2. Cá khô. Bà bầu ăn cá cực kỳ tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đó phải là cá tươi và là cá sạch. Cá khô qua quá trình sơ chế đã mất đi nhiều dưỡng chất quý giá và lại có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, tẩm ướp muối quá mặn. Mẹ bầu ăn cá khô không chỉ không có đủ dưỡng chất mà còn dễ bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn. Dĩ nhiên là sẽ khiến thai nhi ốm yếu, nhẹ cân vì thiếu dinh dưỡng, nước ối cũng đục và ít dưỡng chất hơn. 3. Nước dâu ngô. Trong nước dâu ngô có nhiều dưỡng chất nhưng có tính lợi tiểu mạnh nên khi uống nhiều sẽ gây tiểu nhiều, cạn ối. Vì vậy, các bà bầu không nên uống nhiều nước dâu ngô, thêm lắm thì một tuần uống 1-2 ly mà thôi. Với lại mẹ nào bị thiếu ối thì tuyệt đối không nên đụng vào. 4. Đồ cay, đồ chiên rán, đồ hộp. Những thực phẩm sử dụng phương pháp chiên rán hoặc có nhiều gia vị cay, đồ chế biến sẵn có nhiều chất làm ảnh hưởng đến tế bào thần kinh của thai nhi. Những chất này tích tụ nhiều trong cơ thể, có thể gây ra bệnh về gan, thận, tuần hoàn máu, mỡ máu cao, tiền sản giật. Mẹ thường xuyên ăn những món này cũng phải đối mặt với nguy cơ nước ối bị đục và cạn dần. 5. Nước tăng lực. Nước tăng lực là loại đồ uống không tốt cho sức khỏe. Mẹ bầu thường xuyên uống nước tăng lực sẽ làm hại thận, mỡ máu cao mà còn làm áp suất thẩm thấu trong đường ruột gia tăng và gây ra hiện tượng mất nước, giảm nước ối. Thay vì sử dụng những loại nước có hại cho sức khỏe, mẹ hãy chọn những loại đồ uống có lợi như là nước trái cây, nước dừa, nước mía. 6. Thực phẩm chứa nhiều đường và calo. Trong quá trình mang thai, trẻ em cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, nhưng việc kiểm soát cân nặng là rất quan trọng. Những món ăn chứa nhiều đường và calo có thể làm mẹ bầu tăng cân nhanh. Thực phẩm chứa nhiều đường còn gây hiện tượng tăng huyết áp thai nghén, tức là làm huyết áp của mẹ tăng cao, phá vỡ sự cân bằng nước ối trong cơ thể và làm tăng nguy cơ phải sinh mổ. 7. Rượu, trà, cà phê. Khi mang thai cần tránh những loại thức uống này, nó sẽ khiến ối bị đục, nhiễm độc, giảm sút nhanh chóng và tác động mạnh vào bào thai khiến con gặp nguy hiểm. Tốt nhất là dù có thèm đến mấy cũng nên nhịn, đổi sang các loại thức uống lành mạnh khác. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ thật lưu ý về chế độ ăn uống để không chỉ đảm bảo nước ối dồi dào trong sạch mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.